Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Hôm nay team sẽ mang đến các bạn buổi chuẩn bị và giao số lượng lớn đàn đa dạng từ organ đến piano điện của nhà Kirkman K250, K350, K300S và Artesia Harmony. Nào cùng bắt đầu video thôi. Đây là bên trong kho hàng. Mình sẽ điểm qua vài thông tin của từng cây đàn đi đợt này cho các bạn tham khảo nhé. Đầu tiên là Kirkman K250, giọng đàn hướng tới khách hàng mới học nhạc, được trang bị nhiều chế độ chơi phong phú, mang âm thanh bay bổng như một chiếc đàn piano. Đến Kirkman K300S, đây là một chiếc đàn chắc chắn khó tìm được một đối thủ xứng tầm, vượt trội về chức năng, ngoại hình và âm thanh. Với Kirkman K350 thì sở hữu nhiều chức năng phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là luôn được Minh Phụ Music update style mới liên tục. Cuối cùng là Artesia Harmony, cây piano đang có mặt trong chương trình khuyến mãi giảm giá cực sốc đến từ nhà Artesia trong tháng 10 này. Ngoài những điểm nhấn về công nghệ và hiện đang được các bạn trẻ ưa chuộng, các bạn hãy tham gia ngay nào, đừng bỏ lỡ vì sự kiện này sắp kết thúc. Đàn đang được các bạn nhân viên mang từ trên xuống kiểm tra đầy đủ số lượng đàn và được quấn ni lông kỹ càng để không bị ẩm ướt do mưa, đồng thời tránh chảy xước trong quá trình vận chuyển. Mỗi lần quấn đan sẽ là 3 hoặc 4 cây. Nhìn lớp ni lông dày, các bạn cứ yên tâm về quá trình đóng gói và vận chuyển bên mình nhé. Với những cây piano cơ đến từ nhiều thương hiệu, luôn được nhân viên kỹ thuật lành nghề bên mình kiểm tra và bảo dưỡng chu đáo từng chi tiết bộ phận trên đàn, đem đến khách hàng cây piano mới và hoàn hảo từ màu sơn, kiểu dáng đến cả âm thanh. Ngày nay, nền âm nhạc Việt Nam đang phát triển cùng với nhu cầu sử dụng nhạc cụ ngày càng tăng. Để đáp lại thì đội ngũ Minh Phụng Music muốn xây dựng một doanh nghiệp đứng đầu Việt Nam về chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực kinh doanh nhạc cụ. Buổi chuẩn bị hàng đã kết thúc do đã nhận được sự yêu thương và chào đón của khách hàng trên khắp cả nước, nên mình xin gửi đến các bạn một số hình ảnh mà team đã đem những sản phẩm của mình đến những khách hàng thân mến. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mô đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.